Hi Pencil Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypencilstore.com. Phim Nhân viên chăm sóc thú cưng. Thương tiểu thư quá đi, vậy là chị không được ở cùng em rồi. Ủa, mèo, sao cậu buồn thiêu vậy? Tôi đang khóc thương cho một số phận hẩm hiu. Cậu bắt chước ai á mà nói chuyện văn vẻ dữ vậy? Thì tôi nghe TV nói vậy, tôi thấy hay, tôi nói theo. Sao, không được hả? Đâu có, chỉ là mình hơi không quen thôi. Nhưng mà cậu đang nói ai vậy? Ai mà lại có số phận hẩm hiu dữ vậy? Tiểu thư đó. Hả? Tiểu thư là ai? Bộ là con gái nhà giàu hả? Không, tiểu thư là con mèo con. Hả? Nó bị người ta bỏ trước nhà tôi. Ngày nào tôi cũng ra chơi với nó, nhưng tôi xin ba mẹ cho tôi đem về nuôi mà ba mẹ không cho. Tội nghiệp quá vậy. Mà tại sao ba mẹ cậu không cho cậu nuôi? Ba mẹ tôi nói tôi không biết cách chăm sóc động vật, nếu nhận nuôi sẽ không lo được cho nó. Thì ba mẹ cậu nói cũng có phần đúng đó. Nhưng mà tôi không hiểu, nuôi thì chỉ cần cho nó ăn thôi, chứ có gì khó đâu. Tôi có thể để đồ ăn sẵn trong tô, khi nào nó đói cứ tới ăn là được mà. Đâu có đơn giản như vậy. Chăm sóc một con vật khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Ví dụ như, cậu phải tắm rửa sạch sẽ cho nó nè, rồi còn phải cắt tỉa lông, rồi cắt móng chân, rồi còn chích ngừa nữa. Trời, tóm lại là phải làm rất nhiều thứ. Trời đất ơi, sao mà phức tạp quá vậy? Hèn gì ba mẹ tôi không cho. Nhưng mà tôi buồn quá à. Tôi thích con tiểu thư này lắm luôn. Nó vừa dễ thương, vừa hiền, chơi với nó vui lắm. Thật ra vẫn còn có cách chăm sóc thú cưng nếu như cậu không biết phải làm gì. Thì không, cách nào vậy? Chỉ tôi đi, tôi về thuyết phục ba mẹ tôi. Đó là nhờ đến dịch vụ chăm sóc thú cưng. Hả? Trời, tưởng gì, ý cậu là bác sĩ thú y chứ gì? What? Người ta chỉ chữa bệnh chứ không có nhận nuôi đâu. Không phải là bác sĩ thú y, chăm sóc thú cưng á là một nghề khác. Đó là những người chuyên chăm sóc thú cưng giúp cho người khác. Wow. Hả? Có nghề đó nữa hả? Cậu mau nói rõ cho tôi nghe coi. Nhân viên chăm sóc thú cưng là những người trực tiếp thực hiện các công việc làm đẹp cho thú cưng để chúng trông đẹp và ngầu hơn. Yeah. Thời gian đầu, nhiều người thường nhầm lẫn nghề chăm sóc thú cưng với bác sĩ thú y. Tuy nhiên, đây là hai công việc hoàn toàn khác biệt. Cụ thể, bác sĩ thú y thiên về chăm sóc sức khỏe, còn nghề chăm sóc thú cưng lại chú trọng đến hai yếu tố là sức khỏe và ngoại hình của thú cưng đó nha. Đôi khi dịch vụ này còn bao gồm cả trông giữ thú cưng và những dịp người chủ của nó bận rộn không dành thời gian chăm sóc được như lễ, Tết hay đi du lịch. Họ sẽ làm việc trong các spa dành cho thú cưng. Công việc hàng ngày của nhân viên chăm sóc vật nuôi sẽ xoay quanh những công việc sau: chăm sóc, cắt tỉa lông, tắm rửa, cắt móng cho thú cưng, dọn dẹp phòng lưu trú, khu vực vệ sinh của thú cưng hàng ngày để giữ sạch sẽ, cho thú cưng ăn, uống, chơi cùng với thú cưng hoặc dắt chúng đi dạo nếu được yêu cầu. Chà chà, giờ mới biết có dịch vụ này luôn á. Vậy là tiểu thư của tôi có cơ hội rồi. Yeah! Đúng rồi, nếu ba mẹ cậu chỉ lo ngại chuyện chăm sóc thú cưng thôi thì đây chính là giải pháp thích hợp nhất. Ủa, mà dài ơi, mình thuê người ta chăm sóc thú cưng thì có tốn nhiều tiền lắm không? Theo mình biết thì cũng hơi nhiều đó nha. Hả? Nhiều là bao nhiêu, cậu biết không? Mình nghe nói là những người chủ phải trả từ vài trăm ngàn đến vài triệu mỗi ngày cho một thú cưng
tùy thuộc vào dịch vụ sử dụng. Wow, đúng là nhiều thật đó. Nếu vậy, chắc là nhân viên chăm sóc thú cưng cũng sẽ được trả lương cao lắm phải không? Đúng rồi, vì đây á là nghề mới cho nên chưa có nhiều người làm. Cho nên những người làm nghề này đang có mức thu nhập rất là hấp dẫn. Hiện tại, mức chi phí để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc thú cưng khá là cao, vì đặc thù còn khá mới và chưa quá phổ biến ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, làm việc với động vật cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Những ai đang làm việc trong ngành chăm sóc thú cưng bắt buộc phải tuân thủ những điều sau: luôn đeo khẩu trang trong quá trình làm việc để ngăn bụi và lông xâm nhập vào phổi. Luôn đề phòng trước những trường hợp thú cưng dữ. Chúng sẽ phản kháng bằng cách cắn hoặc cào cấu gây thương tích. Tốt nhất là nên làm quen với chúng trước khi làm việc để tránh bị tấn công. Khi bị động vật cào xước thì phải sát trùng ngay lập tức và hỏi chủ nhân để xem chúng có bị bệnh gì không. Sử dụng găng tay và luôn rửa tay thật sạch sau khi tiếp xúc với thú cưng. Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc thường xuyên. Tính ra là nghề này được gặp mấy bé thú cưng mỗi ngày, nghe cũng thích quá ha. Vậy thì để trở thành nhân viên thú cưng có khó không cậu? Khó thì cũng không khó, chỉ cần cậu là người yêu thích động vật là được. Tôi thích động vật lắm mà, như con tiểu thư, tôi chơi với nó hoài mà không thấy chán luôn đó. Vậy là được rồi, đó là điều kiện đầu tiên. Còn lại thì chỉ cần cậu là người khéo léo nè, tỉ mỉ nè, kiên nhẫn, nhẹ nhàng, không sợ dơ và còn... Ủa? Sao mà ngoài cái đầu tiên ra, mấy cái còn lại tôi không được cái nào hết vậy? Sao mà diễn cảnh vừa chơi với thú cưng, vừa kiếm được nhiều tiền của tôi mờ mịt quá vậy nè? Mới có nhiều đó thôi mà đã than thở rồi. Vậy mà cậu còn nói là thích lắm nữa. Thì tôi đâu có biết để làm nghề phải đòi hỏi nhiều vậy đâu. Nghề nào cũng có những đòi hỏi riêng. Chỉ cần cậu thích á, thì chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để thực hiện được ước mơ của mình. Tại Việt Nam, dịch vụ chăm sóc thú cưng còn khá mới và cũng chỉ mới bắt đầu phổ biến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nó cũng được dự báo sẽ phát triển và cần nhiều nhân sự hơn trong thời gian sắp tới. Đa phần các cơ sở chăm sóc thú cưng hiện nay khi tuyển nhân viên đều không yêu cầu bằng cấp hoặc kinh nghiệm. Chỉ cần khéo léo và tỉ mỉ một chút là có thể được nhận vào làm rồi. Tuy nhiên, nếu định hướng trở thành nhân viên chăm sóc thú cưng là làm việc lâu dài, bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau. Đầu tiên, và rất cần thiết, chính là bạn phải là người yêu quý và thích chơi đùa với vật nuôi. Nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu này, thì có thể bạn nên lựa chọn công việc khác phù hợp hơn. Thứ hai, bạn không bị các dị ứng, mẫn cảm liên quan đến chó, mèo như dị ứng lông, dị ứng mùi hoặc bất kỳ con vật nào trong danh mục chăm sóc của spa. Tiếp theo là bạn không ngại bẩn, phải là người tỉ mỉ, khéo léo, nhẹ nhàng và có ý thức tốt trong công việc của mình. Ngoài ra, bạn sẽ cần sự kiên trì nhất định. Không phải bất kỳ vị khách nào đến cơ sở của bạn sẽ chịu hợp tác ngay từ lần đầu tiên. Do đó, kiên trì là một trong các yêu cầu và yếu tố giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn. Xét về cơ bản, chăm sóc thú cưng bắt nguồn từ việc thực sự hiểu về sức khỏe của chúng. Sau khi có nền tảng kiến thức cơ bản thì có thể học thêm các khóa học về chăm sóc thú cưng để bắt đầu công việc đấy các bạn. Thôi, cái việc trở thành nhân viên chăm sóc thú cưng coi bộ xa vời quá à. Trước mắt, tôi phải thuyết phục ba mẹ cho tôi nuôi con tiểu thư cái đã. Rồi cậu tính thuyết phục ba mẹ như thế nào? Tôi sẽ tạm gửi tiểu thư đến spa thú cưng. Trong thời gian này, tôi sẽ học hỏi các nhân viên tại spa để biết cách chăm sóc tiểu thư sao cho tốt nhất. Sau đó có thể thuyết phục ba mẹ rồi. Cậu tính như vậy cũng được quá ha. Mình thấy cậu chơi với mình riết rồi, cũng thông minh ghê đó. Nè, cậu nói vậy là ý gì? Đâu có ý gì đâu. Mà thôi, mình chúc cậu xin ba mẹ thành công nha. Để mai mốt mình còn qua chơi với tiểu thư nữa. Không có chơi không đâu. Cậu phải phụ tôi chăm sóc tiểu thư nữa đó. Tất nhiên rồi.